cái Simbi này hình như là đợt đó đâu đó là như là có sale cho ai, bán cho ai nửa bịch và còn lại. Tại vì Simbi nó chỉ có một bịch của nó chỉ có 100 gói thôi. Và như là trong, chắc là trong cái này thì nó được được còn nửa bịch nữa. Cái serum này á, với cái CNB này, serum này á, thì nó lại là cấp ẩm cho da rất là tốt nha cả nhà, rất là tốt cho da luôn. Nếu mà mình cần nó đó, tại vì cái này đó là Hà có bán qua rồi. Nó cái này á, nó là cái dạng mà gọi là cái gì, tại vì Hà đọc ở đây thì Hà thấy nó là một cái dạng mà Hikra này là tức là cái cấp ẩm cho da rất là tốt. Và nó giống như là một cái dạng mà nó vừa cấp ẩm da mà nó vừa nâng cơ da, nó chứa những cái thành phần. Cái này là của Simbi nhé cả nhà nhá. Cái dòng màu xanh này của Simbi nó cũng rất là tốt. Và nó làm nâng cơ da, nó làm săn chắc da luôn cho mình luôn. Cái này thì chắc Hà nghĩ là nó chỉ còn có nửa bịch thôi. Đâu đó là ai đó đã lấy hết nửa bịch rồi đấy, chia ra và Hà còn lại có nửa bịch nữa thôi. Rất là... nếu mà mọi người muốn trải nghiệm cái Simbi màu xanh này thì mọi người trải nghiệm. Còn đây nó là cái keo ong này, Tuyết này. Cái này nó là cái keo ong của nó đây. Đó. Cái này thường Simbi thì nó chỉ có 100 gói thôi, nó không có 120 đâu. Đấy. Trong cái serum của Simbi là chỉ có hai cái loại này thôi. Simbi xanh đó, thấy không? Simbi xanh á là cực kỳ là thích luôn đấy. Cực kỳ là thích luôn. Hà còn mấy chị có để Hà coi nhé, Hà đếm để có gì Hà báo nàng sau nhé. Con ghi đi. Kelly Tất là lấy Simbi xanh. Simbi xanh này là xài là ấy rồi. Keo vàng bao nhiêu chị? Chị bán một bịch của nó là 28 đồng đó, Tuyết ơi, 28 đồng một bịch của nó như vậy này, nó được 100 gói này, ở đây nó có ghi 100 gói này. 28 đồng. Simbi xanh. Không, đừng có ghi giá, tại vì mà gì để rồi đi coi nhá. Keo ong. Ủa có một Kelly Tất không? Đấy. Cái này là có người lấy nửa này, xong rồi Hà còn một nửa đấy đó. Hà tính là để một nửa đấy là có khi là Hà lại là Hà